Ca sĩ Sam Smith đã hủy bỏ thôi dịp biểu diễn vì bệnh, tin từ Los Angeles, California. Ca sĩ đoạt giải Grammy Awards đã buộc phải hủy bỏ những ngày biểu diễn còn lại của mình trong tour ca nhạc ở Úc vì xuất huyết dây thanh quản. Ngôi sao người Anh này với album nhạc mới nhất là In the Lonely Hour bán được hàng triệu ấn bản trên khắp thế giới đã tuyên bố điều này vào ngày hôm nay, thứ Ba, 28 tháng 4 năm 2015. Anh đã cho biết là mình rất buồn bã và có lỗi với người hâm mộ. Anh đã trở nên kiệt sức và bị xuất huyết dây thanh quản vào tối hôm trước đó. Bác sĩ đã khuyến cáo anh cần phải an dưỡng toàn thời gian để có thể hồi phục lại sức khỏe trước khi căn bệnh này trở thành ảnh hưởng lâu dài. Với việc hủy bỏ này, Sam Smith sẽ phải bỏ qua các chuyến đi đến Sydney, Melbourne, Adelaide và Perth. Sam Smith sẽ biểu diễn một tour ngắn tại Tokyo vào ngày 7 tháng 5.